さん、こんにちは。リンと申します。Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bài 42 giáo trình Minano Nihongo. Mẫu pháp đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. 将来、仕事の店を持つために貯金しています。Tôi tiết kiệm tiền để có cửa hàng của riêng mình trong tương lai. Cấu trúc Veru, danh từ no, tameni, với ý nghĩa để, cho, vì, thì. Vế đầu tiên của câu sẽ chỉ mục đích, lợi ích và vế sau là hành động để đạt mục đích đó. Chú ý, vế đầu và vế sau có cùng chủ ngữ. Động từ đứng trước, tameni, là động từ có chủ ý, thể hiện ý chí đạt mục tiêu đề ra. Shorai, jibun no mise o motsu tameni, chokin shite imasu. Tôi tiết kiệm tiền để trong tương lai có cửa hàng của riêng mình. Kenko no tameni, mai asa koen o sampo shite imasu. Mỗi sáng tôi đi dạo công viên vì sức khỏe. Phân biệt với yoni đã học trong bài 26. Hai cách nói đều biểu thị mục đích, nhưng trước tameni là động từ thể hiện sự chủ ý, còn trước yoni là những động từ không thể hiện sự chủ ý như động từ chia về thể khả năng, là những động từ như wakadimasu, miemasu, kikoemasu, narimasu. Jibun no mise o motsu tameni chokin shite imasu. Tôi tiết kiệm tiền để mở cửa hàng của riêng mình. Jibun no mise ga moteru yoni chokin shite imasu. Tôi tiết kiệm tiền để có thể mở cửa hàng của riêng mình. Chú ý, narimasu mang cả ý nghĩa có chủ ý và không có chủ ý. Bengoshi ni naru tameni koritsu o benkyou shite imasu. Tôi đang học luật để trở thành luật sư. Nihongo ga zozu ni naru yoni mainichi isshokenmei benkyou shite imasu. Hàng ngày tôi học chăm chỉ để có thể giỏi tiếng Nhật. Phân biệt với nani nani v đã học trong bài 13 để chỉ mục đích của hành động. Watashi wa Fransu e ryori o narai ni ikimasu. Tôi đi Pháp để học nấu ăn. Danh từ đứng trước ni để chỉ mục đích của hành động, nhưng động từ đằng sau thường là động từ chỉ sự di chuyển như ikimasu, kimasu, kaerimasu, modorimasu.